chào mừng tất cả quý vị các bạn đã đến với kênh Master Beatbox. Quý vị các bạn yêu quý mình nhớ like, subscribe và chia sẻ video này nhé, đăng ký kênh nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu review về mẫu loa mới có model là Tissot BH411. Mẫu này vừa mới cập bến 5 phút trước. Sơn chưa hề đăng gì từ trước giờ, chưa hề đăng gì về chiếc loa này nhé. Thì chúng ta cùng hướng mắt về màn hình, chúng ta cùng xem nhé. Nhớ đăng ký kênh nha. Mỗi ngày Sơn sẽ tìm hiểu sưu tầm về mẫu loa mới và đăng lên kênh Master Beatbox á, anh chị nhớ đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất. Mỗi ngày em sẽ sưu tầm những cái mẫu mới liên tục và lại ra những cái video mới. Đây loa này em chưa biết gì, nhiều khi review sai sót anh chị đừng có bỏ qua, anh chị bỏ qua đừng ném đá tội em nha. Đây ở cái video loại E48S trước á, loại E48S thì em review có một số sai sót, có một số thành phần trẻ trâu dù cũng nói những lời không hay, thì cái này anh chị có gì bỏ qua giùm em nếu mà sai sót hay hai mít nha. Hai mít em sẽ để dưới đây, hai mít màu vàng rất là sang, cái bao cũng là bao cao su, em mới nhặt cái bao của cái lò. Kích thước quên giới thiệu, khá là giống BH403 nha anh chị. Chị cô đồng đợi xíu, hôm nay hàng về rất là nhiều nè anh chị xem ha, hàng về rất là nhiều đầy nhà luôn, cả trăm mẫu nha. Ở đây thì có cả trăm mẫu thôi chứ anh chị lên kênh YouTube là không phải cả trăm mẫu đâu, là gần 300 mẫu em đang nhìn kênh YouTube đó, tại vì em sưu tầm mỗi ngày mà, cho nên anh chị đăng ký kênh đi để nhận video mới nhất. Ghé mua em tặng quà 100% nha, nếu chia sẻ video nha, ghé mua là có quà 100%. Đây dây đấu bình 200, dây đấu bình 12V em nhập, cái này là còn dây sạc điện, cắm điện trực tiếp cũng được, 220 cũng được, hoặc là sạc cũng được. Hai cái chống lăn để em lấy ra cho anh dễ, remote điều khiển từ xa, dây đấu bình 12V, là cái này cộng dây sạc với lại hai cái chống lăn của cái mic đó, đó là với lại sách hướng dẫn, sách hướng dẫn tiếng Anh. Bây giờ nói chung cũng không cần đâu, bây giờ em hướng dẫn sơ là anh chị biết sử dụng mình, hướng dẫn em sẽ hướng dẫn chi tiết cho những anh chị nào mà không biết sử dụng á, nên anh chị nào biết rồi có gì mình cố gắng lắng nghe chung nha. Lo về rất là nhiều nha anh chị nhớ subscribe và đăng ký video này nha, subscribe kênh Master Beatbox nha. Lo này khá là giống chiếc BH403, cái mặt trước này giống giống BH403 đấy, có equalizer nè, phía trước là có cái núm núm xe xe đã lắm, này là cái nút chỉnh nha. Chị nào suy nghĩ đen tối. Em review thật tình nha, cho anh chị nào chưa biết, nên nhiều khi anh chị biết nào ráng mình ráng theo dõi theo nha. Đây em sẽ review trước cận cảnh. Rồi rõ rồi, hai micro là cận cảnh trang web bên em basenbeatbox.com. Đây là góc cạnh khá là mạnh mẽ nha, chiếc loa khá là mạnh mẽ, giống giống BH403. Đây hai bên bo cạnh rất là mạnh mẽ luôn. Equalizer nè. Đây có 5 cái cần chỉnh equalizer rất là sang chảnh. Cái nút có cái đèn nút chỉnh, có đèn led nè, âm lượng nhạc á. Có cái đèn led khá là đẹp. FM. Bluetooth, liner, AUX là chế độ kết nối TV, máy tính, nói chung dùng kết nối qua dây á. Micri là chế độ hội nghị nè. Đấy. Mình alo nó sẽ ngắt nhạc đi. Karaoke mình để chế độ off nha. Đấy. Cái nút này repeat ha. Nút này là lặp lại. Để xíu tí nữa em cắm thử USB thử coi. Này là qua bài, tạm ngưng, lùi bài. Cái này tem bảo hành, bảo hành 1 năm cho anh chị nha. Bao đổi 30 ngày nếu mà lỗi do nhà sản xuất. Bên em bảo hành 1 năm đối với lo trên 3 triệu. Rồi anh chị vui lòng đợi xíu em kiếm cái USB. Đây. Rồi em sẽ cắm thử USB thử cho anh chị. Tôi phải lặp lại. À đây là lặp lại một bài hoặc là toàn nhạc sắc nha, cái nút cuối cùng nè.
em sẽ quay phía sau cho anh chị xem. Đây rồi, vali kéo nha. Hơi tối, thì giờ quay cũng hơi trời hơi tối á. Ngoài trời đang bão rất là to. Đây là ngõ cắm guitar, cắm mic 1, cắm mic 2, âm lượng của micro. Anh chị thấy rõ không ạ? Anh chị thông cảm như cái hơi trời hơi tối, âm lượng của guitar nếu mà mình không xài mình cứ để bình thường thì mình tắt nó đi. Đây là mình kết nối TV, máy tính laptop, out nè, cổng audio out nè, cái này là mình kết nối với loa khác. Video hướng dẫn kết nối loa này với loa khác thì Sơn đây cũng đã hướng dẫn nhiều rồi. Anh chị các bạn bấm kết nối loa này với loa khác. Bấm cái video đó, xem cái video là có. Hoặc là alo Sơn 0915486462 hoặc là 0962809867. Nhớ alo số này không được gọi số kia nha, hoặc là gọi không được thì để lại tin nhắn. Tại vì khách rất là đông, ngày hiện tại là Sơn cả trăm đơn hơn rồi. Nên anh chị nhiều khi không phải là chảnh gì, tại vì khách đông anh chị thông cảm. Đây là bass nhạc, chép nhạc, delay, tiếng độ vang nhanh chậm, tiếng vang, chép của mic, có chữ M nè, là chép của mic nè, là mic bass nè, bass của mic nè, và đây là von VM là von music nè, để đợi em xíu, lúc này là chưa biết là gì luôn nè. Thì có gì video sau em sẽ nói sau nha, chị thông cảm. Đây là chế độ xài bình, chế độ tắt nguồn, chế tắt nguồn để mình cắm sạc đó. Chế độ một gạch thì anh chị có thể cắm điện trực tiếp. Lưu ý nha, cắm điện trực tiếp mình phải bật sang chế độ một gạch để nó sẽ ngắt. Mình sẽ bật sang cái chữ AC đây ha, nó sẽ chế độ này chứ. DC AC là chế độ xài bình. Còn AC là chế độ cắm điện trực tiếp ha các bạn. Chị các bạn. Rồi cái chỗ này là đó, như là đấu bình 12V. Nó lạ, nó khác với những cái loa trước luôn nha. Đây nè, 12V battery in. Chỗ này là cắm sạc nè. Có lẽ là cái chỗ này là đấu bình nè. Có thể là vậy. Tại cái mẫu này nó khác với những cái mẫu trước quá. Cái này là tem bảo hành, tem bảo hành của nhà sản xuất. Rồi hai cái bánh xe phía trước di chuyển rất là dễ. Tại điện thoại nó khá là nóng rồi nên nó hơi bị mờ xíu, chị thông cảm. Vừa có bass chép phía sau lưng, vừa có equalizer luôn, rất là sang. Thank you.
chớm nên không mắc lớn được lâu. Thử một đoạn nhạc trữ tình cho nhẹ nhẹ. Alo, alo, alo. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 7 7 8 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. À, cái nút lúc nãy là nút âm lượng mất nha chị. Cái nút mà VM con á. 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 ngồi gần thì chúng ta phải để lúc mà chúng ta ngồi gần á, chúng ta để âm lượng mic ở mức vừa phải thôi. Tại lúc nãy em tăng hơi lớn nên nó sẽ dễ bị hú. Để cách để chống hú thì chúng ta để khoảng mic khoảng 50 tầm đó thôi, 40-50 thôi. Với lại chúng ta ngồi phía sau đó, chúng ta cầm mic đúng là cầm như cho thế này, cầm như chỗ này để lộ bạn điều khiển nha. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. Bắt chép mất đầy đủ nha anh chị. Em cực kỳ chắc luôn nha. Từ 405k đến 15 triệu, nhiều loại lắm nha. Đây chưa phui thùng, còn bọn những cái đó là mẫu chưa phui thùng, mấy mẫu ngoài là em phui ở ngoài là mấy mẫu khác nữa nha. Phải hát lên đòn cho chị nghe. Video dài chứ. 13. Thôi rồi, chắc xin chào tạm biệt anh chị ở đây nha. Hẹn anh chị nhớ đón xem cái video test karaoke ở video sau nha. Rồi, đây là hai mic nam, mic đực, mic nữ, mic đực, mic đây mic của nữ nha. Alo, alo. 1 2 3 4 Tiso BH 411. Rồi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị đã xem video đây. Nhớ đón xem video tiếp theo test karaoke nha. Bye bye.